Chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến các bạn một phương pháp tự nhiên làm giảm và cải thiện được chứng đau đầu, mất ngủ sẽ giúp cho bạn ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn. Nếu như bạn đang có các triệu chứng như là nhạy cảm với ánh sáng, nhạy cảm với tiếng ồn, đột ngột thay đổi tâm trạng, dễ trở nên trầm cảm hoặc hưng phấn, thay đổi vị giác, có khi thèm ăn hoặc có cảm giác buồn nôn, uể oải, mệt mỏi, thường xuyên ngáp thì hãy áp dụng ngay phương pháp này nhé. Nó hoàn toàn tốt đối với bạn. Đau đầu và chất lượng giấc ngủ kém, thiếu ngủ có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến cơ thể của chúng ta, đặc biệt là về vấn đề sinh lý, bao gồm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và cao huyết áp. Các tác động trực tiếp đến tâm lý như tăng tính cáu kỉnh hoặc phát triển chứng lo âu, trầm cảm. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là gừng. Chúng ta cần 15g cho công thức này. Bạn sẽ sử dụng dao hoặc thìa để cạo sạch phần vỏ nhé. Gừng được biết đến là một loại thực phẩm chức năng và gia vị được sử dụng rất rộng rãi và nổi tiếng. Nó có hoạt tính sinh học phong phú như là đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn trong một số bệnh rối loạn quản lý. Có nhiều nghiên cứu đã chứng minh gừng có tác dụng trong việc cắt bỏ cơn đau nửa đầu thông thường. 2 giờ sau khi được sử dụng thì mức độ đau đầu sẽ giảm đáng kể. Gừng sau khi mà các bạn cạo vỏ, sau đó thì các bạn sẽ rửa sạch, rồi các bạn dùng một cái bào để chúng ta bào nhỏ được cái phần gừng ra nhé. Hoặc nếu không thì bạn cũng có thể đập dập hoặc là băm nó thật nhỏ nhé. Trong gừng có chứa các cái hợp chất phenolic, tepic, polysaccharic, lipid, axit hữu cơ và sợi thô. Những lợi ích sức khỏe của gừng chủ yếu là do các hợp chất phenolic. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng gừng có nhiều hoạt tính sinh học, bao gồm các hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn, cũng như nó có đặc tính chống ung thư, bảo vệ thần kinh và bảo vệ tim mạch của bạn. Không những vậy, nó còn có tác dụng đó là bảo vệ đường hô hấp, chống lại vi khuẩn, chống đái tháo đường và chống buồn nôn. Gừng làm cây thuốc đã được sử dụng rất rộng rãi trong các loại thuốc thảo dược của Trung Quốc, được sử dụng với các bệnh như là viêm khớp, thấp khớp, bong gân, đau nhức cơ, đau nhức, viêm họng, chuột rút, táo bón, khó tiêu, nôn mửa, tăng huyết áp, sa sút trí tuệ. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 400ml nước nhé. Nguyên liệu thứ hai trong công thức này đó chính là muối biển. Muối vốn là một dược liệu rất quý, trong đó có chứa nhiều khoáng chất như magie, canxi, phosphor, natri. Muối khi rang nóng lên có tác dụng thông kinh mạch, hoạt huyết, qua đó giảm đau, giảm nhức mỏi. Bạn cần 3g cho công thức này. Trong đông y có câu thống bất thông, thông bất thống, đau do không thông và thông thì sẽ không đau nữa. Và lượng muối dung nạp vào cơ thể của mỗi người trưởng thành khoảng 5g muối mỗi ngày các bạn nhé. Bây giờ thì bạn sẽ cần chuẩn bị một cái nồi, sau đó thì các bạn cho gừng bào, muối và nước vào nhé. Các bạn bắc lên bếp và đun sôi. Ban đầu thì bạn sẽ để lửa lớn, sau đó thì các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống, đun liu riu trong khoảng thời gian là 5 phút. Trà gừng có tác dụng giảm chứng đau đầu, an thần, giảm căng thẳng, giảm các cái triệu chứng buồn nôn do đau đầu đem lại. Và tác dụng của trà gừng còn giúp giảm đau. Và một số nghiên cứu đã chứng minh trà gừng giúp hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu rất hiệu quả. Một trong những lợi ích tuyệt vời của trà gừng là giúp làm dịu cơn đau nửa đầu. Và thậm chí nó có thể chữa những chứng đau nửa đầu hoàn toàn nếu như bạn uống nó thường xuyên nhé. Sau khi bạn đun được 5 phút thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp và để cho nó nguội bớt một chút nhé. Cỡ tầm từ 10 đến 15 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng một cái bình và một cái rây lọc nhé, để chúng ta lọc bỏ đi phần bã. Chúng ta chỉ sử dụng phần nước gừng này thôi. Trà gừng còn có tác dụng đó là tốt cho tim mạch, giảm cholesterol, giảm chứng ợ nóng, ngăn ngừa máu đông, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa các cơn đau tim. Nó còn giúp kiểm soát cân nặng, giảm say tàu xe, giảm buồn nôn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch.
và gừng có thể giúp bạn ngăn ngừa được ung thư. Trong một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì gừng đã được chứng minh là có thể chống lại một loại tế bào ung thư khác nhau, bao gồm như ung thư tuyến tụy và ung thư đại tràng. Bây giờ thì các bạn sẽ thêm một chút mật ong vào và thưởng thức. Với món trà này nó sẽ có vị, đó là có vị cay ấm nóng của gừng, có vị hơi mặn của muối biển và vị ngọt của mật ong. Các bạn yên tâm, muối ở đây là một cái chất dẫn làm cho cái tính ấm nóng này đi thẳng vào thận và nó không gây chứng nóng cho bạn về sau. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi một ngày thì bạn sẽ sử dụng 200ml trà gừng. Các bạn có thể sử dụng vào buổi sáng là tốt nhất. Các bạn sẽ làm liên tục trong 3 ngày, bạn sẽ thấy kết quả tốt lên rất nhiều. Và điều quan trọng là bạn cần phải tìm được nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu, mất ngủ của mình là gì. Và cách tốt nhất để bạn không mắc phải cái tình trạng này trong tương lai bằng cách ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý, khoa học và vận động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Dưới đây là một vài gợi ý về chế độ dinh dưỡng bạn có thể tham khảo nhé. Các bạn hãy bổ sung chuối vào bữa ăn hàng ngày của mình. Chuối rất giàu kali và magie là hai chất giúp não bộ được thư giãn, tránh tình trạng stress dẫn đến đau đầu, mất ngủ. Hay là sữa chua, cá thì có hàm lượng protein cao, dồi dào và là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của não bộ. Cháo hay các loại rau xanh như là cải bó xôi rất giàu kali giúp cải thiện giấc ngủ được tốt hơn. Trứng, đậu nành, hạt sen và các bạn cũng có thể bổ sung một số loại trà như trà hoa cúc, trà tâm sen, trà táo kỳ tử, trà atiso giúp thư giãn, giảm tình trạng stress và ảnh hưởng. Và các bạn đừng quên vận động mỗi ngày nhé, ít nhất là 30 phút và 4 lần mỗi tuần. Lưu ý, trà gừng thì đối với phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người mắc bệnh loét dạ dày hay viêm ruột thì không nên uống trà gừng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hy vọng video này chia sẻ tới bạn các thông tin hữu ích. Và đây không phải là lời khuyên về sức khỏe, các bạn hãy tìm hiểu và áp dụng phù hợp với cơ thể của mình, lắng nghe cơ thể của mình các bạn nhé. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.